mừng mọi người đến với LNB Chino. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm sức mạnh khủng khiếp, kinh khủng dị mỹ, tờ lơ hộp dưa của môn phái tiêu giao kiếm. Đây là một môn phái mà nhiều anh em top nói là trời nó mạnh vãi cái nồi cua. Nhưng mà để cua coi coi nó mạnh vãi cái nồi thiệt hay không. Chúng ta sẽ cùng kiếm một cái chỗ nào đó, chúng ta sẽ spam, spam chiêu cái kiểu. Ở bây giờ tôi không thấy là mấy anh bạn phái khác đâu hết trơn người ta. Đúng rồi, muốn coi nó mạnh hay không thì mình không phải là mình đánh cái lon anh em. Kiếm ông nào ngang ngang mình đi, mình chơi. Ôi, hút mà nè. Đúng rồi, lên 90 mấy con mình giao kiếm. Nó được hồi chiêu anh em. Mấy ông nào mà theo dạng mà mấy ổng chơi dị á, mấy ổng để chơi chiêu số 2 hút mana mình hết trơn luôn. Vãi nồi thật sự. Cái con tiêu giao kiếm của chúng ta thì anh em có thể là đánh theo đường thẳng. Thì cái chiêu của nó so với cái anh bạn trước đó là cái con cổ mộ, tuy là cũng gây ra 2 đam nhưng mà tốc độ đánh của cái chiêu đánh thường của con tiêu giao kiếm thì cô cảm nhận nó nhanh. Nó nhanh hơn của con cổ mộ khá là nhiều anh em. Không biết anh em có cảm giác như vậy hay không chứ mà cô thấy là nó là như vậy. Rồi mình sẽ chạy vô đây. Bên đây có người chặn cổng à. Oh my god, hay thế. Trời ơi, đó, trời ơi, vãi cái nồi. Ôi, vãi cái nồi luôn anh em. Chỉ cần chúng ta đặt một chiêu thôi là chúng ta có thể là chúng ta đánh được rất là nhiều người luôn ơi. Ngon thiệt, nói chung là nhiều anh em nói là dọn clone ok. Đúng, thực sự là dọn clone ok thiệt. Đã, anh em nào mà đi tống kim tháng á, muốn top 1 thì có thể sử dụng môn phái này. Quăng được cái chiêu số 4 là đẹp luôn. Quăng được chiêu số 4 là đẹp bài luôn. Quăng được không? Hình như mình quăng 7 rồi. Đúng không? Quăng lại nè. Không biết nó có xuyên thấu bên trong không ta? Hình như có xuyên thấu anh em. Đánh có xuyên thấu nha. Đúng rồi, có xuyên thấu bên trong. Nhưng mà kế bên mình có một ông nào đó khỏe thế. Đoàn thị chỉ. Nhưng chúng đã lên rồi nè. Bên phe mình đã lên rồi anh em. Đoàn thị chỉ thì nó áp sát, nó gây mấy cái đam theo dạng hệ thủy. Mình cũng hơi mệt xíu anh em. Đó, nó đánh theo đường thẳng nữa, thấy không? Đó, chỉ cần một ông nào đó đối diện mình thôi, mình focus vô ông đó là mấy ông sau là hưởng lại hết luôn. Hưởng lại là hưởng đa với anh em là lên đường á. Mà cứ quăng cái chiêu số 4 chủ động là nó dọn dẹp mục tiêu phải trưởng luôn. Giờ mình kiếm thử coi mấy anh em cầm tay bên kia coi. Mình thử coi đam nó có ổn hay không. Đây, cầm tay đây. Tiêu dao hả? Có một anh bạn tiêu dao. Cái con tiêu dao của chúng ta, tiêu dao kiếm, nó chỉ có cái chiêu số 3 chủ động là nó không chơi cứng. Nên là nếu như không có cái chiêu số 3 hoặc là anh em không có lên mát được cái mật tịch chung á anh em thì coi như là đây là môn phái nó không có khống chế nha anh em. Nó chỉ khống chế được nhờ cái chiêu số 3 thôi. Nên là nó cũng có một cái điểm bất lợi, một cái điểm bị hạn chế của cái môn phái này. Nếu như mà anh em sử dụng cái môn phái này mà đi chung với một môn phái có khả năng khống chế như là còn ngũ độc đao thì rất là tốt. Đi trong giao tranh rất là tốt luôn anh em. Mình vẫn chưa thấy cận cảnh khi mà chúng ta quăng cái chiêu cuối vô đám đông. Đó, nó quốc kìa anh em ơi. Mình vẫn không thấy cái chiêu luôn. Đông quá đi. Toàn là người chơi không mà cái chiêu nó mờ quá. Không thấy được rõ cái chiêu nó luôn. Bãi trưởng. Rồi, nói về bộ chiêu của con tiêu giao kiếm thì chắc chắn nhiều anh em chưa trải nghiệm, anh em chưa hiểu. Cái chiêu đánh thường anh em thấy là đánh rất là nhanh. Gây ra 2 đam mỗi lần. Nha anh em. Chiêu chủ động 1 nó sẽ gây ra 4 đam và thời gian hồi chiêu của nó là 6 giây. Cái con cái chiêu chủ động 1 này không có khống chế gì cả. Cái hệ quả thì nó có bỏng anh em. Nếu như mà đối phương bị dính trạng thái bỏng mà bị dính thêm đam từ vị trí của cái môn phái hệ quả của chúng ta thì nó sẽ gây thêm đam cho đối phương sẽ chịu thêm đam. Rồi bây giờ chúng ta đang bị khống chế nè. Đó, khi mà chúng ta dưới một bao nhiêu phần trăm máu, nó 30% máu thì nó sẽ có thể nó gây ra một cái kiếm khí gì đó. Nói chung là nó sẽ giúp cho chúng ta có hút sinh lực đầu này nọ cũng ghê gớm lắm anh em. Thôi bây giờ là hình như là chúng ta đã mất cái chiêu đó rồi. Đó, có một anh đoàn thị chỉ. Chúng ta búp chiêu vô đó dứt liền. Đoàn thị chỉ mất cái chiêu né là đoàn thị chỉ là lên đường liền. Nhưng mà thật sự là đoàn thị chỉ trong cái giai đoạn 90 ngon đó nha anh em. Tại vì khi mà nó kết thúc được người chơi thì nó sẽ được hồi lại cái chiêu số 4. Mình khó chơi cái chiêu số 4 ghê ta, đúng không anh em? Cảm giác có bị khó chơi chiêu số 4 không? Cô thấy cô bấm hoài không ra luôn á. Rồi cái chiêu số 2 của môn phái tiêu giao kiếm
đây, bản thân của chúng ta tăng chi mạng và sát thương chi mạng, tăng tấn công phần trăm. Rồi có đồng đội chưa vô thì nó sẽ tăng thêm nữa. Chưa kể là chúng ta sẽ được tăng thêm nữa, đó chính là thu nhỏ sát thương. Đó, cái chiêu số 2 nó lợi thế lắm. Có thì anh em cứ búp. À, một môn phái mà có thu nhỏ sát thương thì thật sự là môn phái đó nó ok rồi mà sợ cười luôn anh em. Nó rất là ok nha. Nếu như mà có thêm cái khuếch đại sát thương nó còn ác ôn nữa. Cái chiêu chủ động 3 là nó sẽ đẻ ra phượng hoàng và nó gây ra ở một cái phạm vi nào đó, gây ra chỉ một đam thôi, và những người chơi mà người ta trúng cái chiêu đó và ở trong cái phạm vi của cái chiêu đó thì người ta sẽ nhận thêm sát thương phải chịu, nhận thêm là những lần sau mà dính đam là sẽ chịu rất là nhiều đam đó. Nên là nó, nếu như mà anh em có combo, thường anh em combo theo dạng mà chơi chiêu số 3 trước để khống chế đối phương, sau đó là tung ra luôn cái chiêu số 4. Tại vì khi mà đối phương bị khống chế, đối phương sẽ bị khận lại, chúng ta tung chiêu số 4 khả năng chúng ta sẽ gây đam rất là lớn, đúng không? Và nó chỉ có một cái chiêu số 3 là chiêu khống chế thôi, nên là cái việc mà khống chế nó cũng rất là quan trọng. Nếu anh em đánh với lại cái con này mà đặt bậy bạ cái chiêu số 4 không dính đối phương á thì chắc chắn đối phương sẽ chạy được, mà đối phương chạy được chúng ta coi như là biết chiêu. Nó khá là bất lợi cho cái việc mà đi theo dạng mà đánh với lại người khác. Mà người khác mà có chiêu chạy mình chơi hụt chiêu cái coi như là phới luôn. Tại vì đây là một cái môn phái hiện tại là nó có khả năng sốc đam rất là tốt nhờ cái chiêu số 4. Rất là tốt luôn anh em. Mà nếu chúng ta không có chơi tốt combo của mình mà mít chiêu một cái, hoặc là chơi chiêu số 3 mà bị hụt một cái, không khống chế được đối phương chạy cái mình quăng chiêu số 4 tầm bậy là coi như mất đam. Đó, nó bị bất lại cho đó, nên anh em chơi môn phái tiêu dao kiếm anh em cẩn thận. Thì bây giờ mình trải nghiệm tiêu dao kiếm trước. Sau đó mình sẽ trải nghiệm tiêu giao trưởng để coi nó như thế nào. Mình phân tích từng chiêu cho anh em, chứ không phải là mình cứ cầm hạt top và mình chơi để cho anh em thấy nó mạnh đồ này nọ cái kiểu, đúng không? Mình có hạt nào thì mình chơi hạt đó thôi anh em. Và quan trọng là cua sẽ phân tích cái chiêu của nó coi nó như thế nào, điểm mạnh điểm yếu của nó. Giống như nãy giờ cua nói là điểm mạnh của nó là nó dọn dẹp đâm đông rất là tốt, nhưng mà điểm yếu nó là không có khống chế nhiều. Ở nên là chúng ta phải đi chung với một môn phái nào đó có khả năng khống chế. Còn đi giao tranh tổng thì chắc chắn là vô giao tranh tổng là nó quá trời người chơi, người ta đứng chậm lại rồi, quăng cái chiêu số 3, chiêu số 4 là hết bài luôn, đúng không anh em? Nó cực kỳ ngon ở chỗ đó. Hiện tại cua đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%, bán kim long, thu kim long, thu khí linh tất cả server, up kiếm tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ chạy lên bài giá min, dịch vụ treo ạt 24/24 và dịch vụ biểu ạt. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo Son Goku 0946 496 490, để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi đánh với đối phương thì anh em cố gắng là mình tung chiêu chủ động 3 nha. Rồi sau đó tung chiêu chủ động 4. Đây là môn phái hệ quả ngoại công nha anh em, nên là anh em đừng có hiểu lầm. Đây là hệ quả ngoại công, và những môn phái hệ thủy khác vẫn có thể ăn hiếp cái ông này. Tuy ông này là môn phái mới, nhưng ông này nếu như mà mất chiêu số 3, mất chiêu số 4 là những môn phái khác vẫn có thể bắt co được luôn, vẫn có thể quất được luôn, và dễ dàng bị những cái môn phái hệ thủy đấm như con. Phải nói là như vậy. Lên 90 thì môn phái Ngami trưởng nó sẽ có cái chiêu bị động giúp cho Ngami trưởng có thể nó khống chế được đối phương, gây định thân vào đối phương nếu như đánh trúng đối phương. Nên là cái con Ngami trưởng là một trong những con bài nếu như anh em muốn trị môn phái tiêu dao trưởng hay là tiêu dao kiếm á, anh em có thể lựa chọn cái con Ngami trưởng đó. Cứ đánh cẩn thận lại và sau đó đứng áp sát và phà thôi. Ngũ hành cường quá sẽ giúp cho Ngami trưởng, với lại cái chiêu sốc đam của Ngami trưởng sẽ giúp Ngami trưởng có thể là kết thúc mấy con mấy anh bạn tiêu dao của chúng ta rất là dễ dàng. Anh em thấy là cô thì cô vô giao tranh tổng thì cô đánh khá là gà ở trong các trận tống kim, tại mình vô giao tranh đi tống kim rồi này nọ, cô chỉ là cô đi kiếm những người top mà cô đánh thôi, cô không có kỹ thuật, không có kinh nghiệm đánh mấy clone nhiều anh em. Nên là anh em thấy là mình đánh vô đụng mấy ông clone thì mình bị khống chế như cái máy luôn, dở hơn các anh em khác. Nhiều anh em khác thì người ta sẽ thường chơi theo dạng mà đi đánh mấy chặn cổng clone rồi này nọ nè, ở tống kim nè, ở tranh đoạt lãnh thổ người ta có kinh nghiệm đánh. Không, cái đó đâu thật luôn, cái đó không phải là mình theo dạng mà mình mỉa mai hay là mình cho bộ nói mé mé để chọc mấy ông, không phải, có kỹ thuật đánh hết đó anh em. Vô giao tranh tổng chắc chắn là clone nó rất là nhiều, đúng không?
mình ăn một khống chế thôi mình muốn ói luôn rồi. Nên là cái việc mà chúng ta phải đứng ngay một cái vị trí nào đó hợp lý, chúng ta tung chiêu nó cực kỳ quan trọng. Bởi vậy là những anh em nào cầm mạc top mà thường đi có nhiệm vụ đi chặn clone á, đánh clone á, dọn dẹp đối phương á, thật sự là rất là hay luôn á anh em. Nãy giờ anh em thấy là mình đánh là đánh loạn xạ luôn, mình không biết là mình đang đánh ai luôn á. Nếu như mà trong giao tranh mà có một cái hướng đánh khác với cái hướng đánh mà hiện tại đối phương đang tập trung nhiều á, mà mình đánh khác một cái là coi như là mình muốn ngáp luôn anh em, thấy không? Mình hiện tại là mình vẫn không biết là mình đánh ai luôn. Hên là quăng được cái chiêu số 4 vô đám đông, giải tán được đám đông không thôi hồi nãy lên đường này. Bởi vậy là chúng ta phải trải nghiệm cái môn phái này, chủ yếu là chúng ta biết được cái chiêu của nó. Phiên bản mới, những anh em nào cài chai nạp ít có thể lựa chọn cái môn phái này. Tại chủ yếu đó, tại vì nó là môn phái mới, nó được búp rất là mạnh, rất là mạnh luôn. Nên là cái việc mà môn phái nó mạnh đỡ hơn, đỡ cho cái việc mà anh em lên đồ. Có thể anh em chỉ có lên nhiều đó đồ, nhưng mà do môn phái nó mạnh thì anh em sẽ cảm thấy nó khỏe, nó mạnh, tồn tại trong giao tranh lâu, chúng ta trải nghiệm tốt. Chơi một thời gian nó sẽ fit lại môn phái nó yếu đi, đúng không? Sẽ có những môn phái khác nó mạnh thì anh em cũng có thể trải nghiệm môn phái khác. Chúng ta muốn hiểu cái môn phái nào đó bắt buộc chúng ta phải trải nghiệm nó chứ. Sau này mình chơi nó xong rồi đúng không? Đó, mình hiểu nó rồi, đó, mình gặp nó thì mình chơi nó tiếp, đúng không? Chơi là chơi, nó quất nó luôn á, đấm nó luôn á. Nên là anh em sẽ biết cách khắc chế nó lại đồ này nọ. Ví dụ như hồi trước mình biết là con Ngami trưởng đi, Ngami trưởng là nó áp sát, nó chơi cái chiêu số 4 sốc đa mình đúng không? Thì mình chơi Ngami trưởng rồi, xong rồi cái mình biết thì ra là như vậy, sau này mình đối đầu với Ngami trưởng thì mình biết nó sẽ có chiêu đó, mình sẽ né. Ví dụ vậy. Rồi còn cái con tiêu dao kiếm thì biết là nó sẽ có cái chiêu số 3 để khống chế mình trước. Mình né chiêu số 3 đó thì sau đó mình né luôn cái chiêu số 4 đó. Nó đặt hụt cái chiêu số 4 là coi như là lên đường mình. Rồi quay ra mình đấm nó liền. Đó. Cái đó là cái trải nghiệm của mình về con tiêu dao. Tiêu dao thì phiên bản mới nó rất là mạnh, thật sự là quá mạnh luôn, cho nhớ anh em top trải nghiệm rất là ngon. Và chắc chắn là khi mà trải nghiệm xong sẽ bị chỉnh sửa lại để yếu lại. Nhưng mà bây giờ nó mạnh thì chúng ta cứ trải nghiệm thôi. Và đây là một môn phái dành cho anh em top muốn chọn clone đồ này nọ rất là tốt. Thật sự đây là một môn phái rất là mạnh nha anh em. Mạnh vãi chưởng luôn. Có các chiêu búp cho bản thân này, chiêu búp chí mạng, sát thương chí mạng. Chiêu búp cho bản thân của mình, búp thêm chí mạng, sát thương chí mạng nè. Có thêm nữa là đối phương sẽ nhận thêm sát thương. Cái chiêu này nữa nè anh em. Cái chiêu này nữa nè. Chúng ta sẽ có thể là có thêm sát thương chí mạng nữa. Ác ồn chỗ đó đó nè. Quá dữ dội từ vị trí của một phái tiêu dao kiếm. Và cảm ơn anh Liu Sky đã cho em trải nghiệm cái môn phái tiêu dao kiếm. Hy vọng là bên S135 có thể gặp server, tại vì cái server này hiện tại là nát này, nát bấy luôn rồi anh em, thực sự là vậy. Nhưng mà số người chơi người ta nạp thẻ vẫn còn nha. Những còn những anh em nạp thẻ bung top, bung lực chiến, bung tài phú rất là dữ dội, vẫn còn. Nhưng mà bây giờ là hết người chơi anh em, chỉ còn những anh em top người ta bung khá là nhiều thôi. Và còn những anh em mà ở trong tầm trung phía dưới đây này, người ta cũng có bung rất là nhiều nè. Và tiếc một cái là server này bây giờ ít người chơi quá. Hy vọng sẽ gặp trong tương lai. Và đừng quên hiện tại cô đang làm dịch vụ treo ạt, biêu ạt, nạp chiếc khấu, dinh nhanh, dinh chậm, nạp kiếm tôm, úp quan trả. Lưu ý là những anh em nạp quan trả sẽ được mua kim long giá ưu đại so với server. Nên anh em có nhu cầu có thể nhắn tin vào Zalo Sun Goku 0946496490 để biết thêm thông tin chi tiết. Oh yeah. Và nếu thích video này, các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.